Con trai Mạnh Quỳnh hốt hoảng khi thấy sự xuất hiện của người này trong nhà. Cho đến giờ phút này thì có thể khẳng định tới 90% Mạnh Quỳnh không thể đến được Cali để dự lễ cúng 100 ngày phi nhung. Bởi theo đài khí tượng Hoa Kỳ thông báo, tình trạng mưa tuyết sẽ còn kéo dài thêm vài ngày nữa tại khu vực Mạnh Quỳnh đang sinh sống. Mặc dù không thể đến trực tiếp tỉnh xá Giác An, nhưng nam ca sĩ cũng được an ủi phần nào bởi người vợ tâm lý của mình khi chính tay Cẩm Diệu đã chuẩn bị hương hoa và di ảnh của Phi Nhung để Mạnh Quỳnh có thể tổ chức lễ cúng 100 ngày từ xa cho chị. Khán giả vô cùng xúc động và nhắn nhủ tới Mạnh Quỳnh rằng anh từ bỏ quyết định chạy xe qua Cali là đúng, đừng vì những lời nói của người đời mà bất chấp như vậy. Nói về hành động cúng 100 ngày tại nhà mà Cẩm Diệu chủ động gợi ý cho Mạnh Quỳnh, đông đảo người hâm mộ có lời khen cho sự tâm lý và cả lòng thành của vợ nam ca sĩ cho rằng kể cả Mạnh Quỳnh có không đến 100 ngày vì bạo tuyết, thậm chí là không cần tổ chức cúng tại nhà, thì những khán giả cũng không bao giờ trách Mạnh Quỳnh. Những lời chỉ rủa trên mạng xã hội đôi khi là những thành phần quá khích nên mới bình luận ý kiến như vậy. Nên từ bây giờ, Mạnh Quỳnh có lẽ nên bỏ ngoài tai những lời như vậy và tập trung chăm lo cho gia đình. Ở trên cao Phi Nhung sẽ thấy vui hơn, di ảnh của Phi Nhung và Hương Hòa trái cây mà Cẩm Diệu đăng tải lên mạng xã hội có một số ý kiến cho rằng Phi Nhung thích ăn khoai lang nên Cẩm Diệu hãy chuẩn bị khoai lang cho cô ấy. Chính vì thế hôm nay vợ Mạnh Quỳnh đã tiếp thu và chuẩn bị lại cho cố ca sĩ Phi Nhung. Mới đây, quản lý Mạnh Quỳnh còn tiết lộ một điều vô cùng thú vị khi chứng kiến cảnh hai người con trai bất ngờ khi thấy di ảnh của Phi Nhung. Trước đó đã từng gặp trong vài lần nên hai đứa con trai của Mạnh Quỳnh cũng phần nào biết được mặt của Phi Nhung. Trong suốt hai thập kỷ thì giữa Phi Nhung Mạnh Quỳnh thường xuyên có những cử chỉ tình tứ trên sân khấu lẫn ngoài đời, khiến không ít lần khán giả tưởng nhầm rằng họ có tình cảm với nhau. Phi Nhung và Mạnh Quỳnh là cặp song ca nghĩ dòng nhạc trữ tình quê hương và bolero suốt hơn hai thập kỷ qua. Từ khi kết hợp cả hai quen mặt với khán giả qua loạt ca khúc như Thành phố Buồn, Tân Cổ Giao Duyên, Lại nhớ người yêu, Sầu tím thiệp hồng, Hai đứa nghèo trong làng nhạc Việt nhắc đến đôi song ca ấy không ai không nhớ đến Mạnh Quỳnh và Phi Nhung chính vì thế sự ra đi của giọng ca bông điên điển khiến nam ca sĩ không khỏi đau xót